Xin hỏi cô Thủy ở Ninh Bình tối nay có học ạ? À có, đúng rồi. Cô Nguyễn Thủy hôm nay đã chúc mừng cô Nguyễn Thủy đã được là thành viên của lớp học chuyên sâu của thầy Thành ạ. Cô Nguyễn Thủy hôm nay có đã là thành viên đã đăng ký thành công. Và cô Nguyễn Thủy chia sẻ là cô Nguyễn Thủy đã đi dạy ấy, là hơn 20 năm rồi. Cô Nguyễn Thủy đâu nhỉ? Thôi thầy Thành bật mic cho cô Nguyễn Thủy nói một chút với các thầy cô ạ. Alo, cô Nguyễn Thủy ạ. Cô Nguyễn Thủy đâu ạ? Cô Nguyễn Thủy cho mọi người biết là cô Thủy đã dạy được bao nhiêu rồi ạ? À chào cô Thủy ạ. Cô Thủy bật mic Vâng, ạ. cảm ơn thầy. Dạ. Thầy Thứ nhất là có nghe thấy không? Đúng không ạ? vâng ạ. Thầy Thành trước tiên là xin chúc mừng cô Thủy đã trở thành thành viên của khóa học chuyên sâu đỉnh cao về Cảm toán ơn của thầy thầy. Thành ạ. Vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Và em đi làm 25 năm, đến nay là 25 năm. Dạ. Nhưng mà cái mảng mà toán để mà khái quát hóa và chuyên sâu này thì đúng là vẫn còn đang rất là loay hoay thế Dạ. ạ. Vâng. Rất là mong muốn là được tham dự cái lớp học chuyên sâu của thầy Dạ. để nhất là nâng cao cái giá trị của bản thân mình, Dạ. tạo cho mình một cái hiểu biết để đem cái hiểu biết đó truyền lại cho học sinh của mình. Dạ. Rất tuyệt vời. Đấy là điều mà em mong muốn nhất đấy. Dạ. Dạ vâng. Cô Thủy có thấy là chỉ có mới mới học cùng thầy Thành mới có 6 buổi thôi, 6 ngày thôi. Dạ vâng. Cô Thủy Vâng đã vâng là ạ. một thấy là mình đã vô cùng khác rồi đúng không ạ? Dạ vâng. Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Cô Thủy Vâng đã vâng. sẽ thấy là mình sẽ rất là mạnh mẽ này. Và điều quan trọng ấy là nó thay đổi được mình cái tư duy, mà tư duy là cái quan trọng nhất cô Thủy nhá. Dạ vâng Đúng ạ. rồi, khi Vâng cô đã vâng. thay đổi tư duy rồi thì lúc đó ấy, thậm chí là cô còn thấy sứ mệnh của mình còn lớn hơn dễ rất nhiều. Đó. Đó là một cái điều mà nó rất là tuyệt vời. Hơn nữa, chỉ khi nào mà thực sự mà chúng ta thấy là cái khát khao chúng ta nó lớn nhất ấy thì chúng ta mới có thể làm được. Các thầy cô hãy dành cho cô Thủy một tràng pháo tay thật lớn ạ. Để chúc mừng cô Thủy ạ. Dạ vâng, cảm ơn thầy, cảm ơn các bạn ạ. Rồi ạ, cảm ơn cô Thủy.